8 lý do mà những người uống cà phê thì thường giàu có hơn. Thứ nhất, họ có thể làm việc một cách hiệu quả hơn. Cà phê không chỉ giúp cho bạn luôn luôn giữ được trạng thái tỉnh táo mà còn giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Có được điều này đó là do caffeine ở trong cà phê sẽ giúp hạn chế cái năng suất hoạt động của cái khối gây ra sự ức chế cho con người, đó là khối adenosine. Thứ hai, họ có sức khỏe tốt hơn. Cà phê mang lại cho chúng ta một cái cơ hội để chúng ta có thể phòng chống rất nhiều các loại bệnh tật nguy hiểm như là Alzheimer, Parkinson, tim mạch, tiểu đường. Ba, đó là họ có năng suất làm việc vật lý cao hơn. Caffeine ở trong cà phê thì có khả năng là giúp tăng cường sự trao đổi chất trong cơ thể. Do đó nên là họ sẽ làm việc với một cái năng lượng và một cái khả năng mà tốt hơn với những cái hoạt động mà cần đến sự vận động của cơ thể. Và nếu mà các anh chị để ý thì tất cả các sản phẩm giảm cân thì đều có cái thành phần caffeine ở trong đó như là một cái thành phần có tác dụng bổ trợ, vì là caffeine có khả năng đốt chất béo rất là tốt. Thứ tư là họ luôn có một tinh thần thoải mái. Caffeine ở trong cà phê sẽ giúp chúng ta luôn luôn duy trì được ở một cái trạng thái năng lượng tích cực, nghĩ những cái điều lạc quan và gần như hoàn toàn thể tránh xa được chứng trầm cảm. Điều thứ năm là họ có thể sống lâu hơn. Có được điều này đó là rất nhiều những cái thành phần có lợi khác ngoài caffeine ở trong cà phê có thể hạn chế cái quá trình cơ thể chúng ta bị oxy hóa, bị lão hóa. Vì vậy nên là tăng cái tuổi thọ cho những người mà thường xuyên sử dụng cà phê. Yếu tố thứ sáu, họ luôn là những người chăm chỉ hơn người khác. Rất nhiều những nghiên cứu khoa học lại chỉ ra rằng những người thường xuyên uống cà phê thì bộ não của họ có cái khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường tốt hơn. Đó là lý do họ rất là dễ dàng có thể thức dậy vào buổi sớm, trong khi rất nhiều những người khác thì loay hoay tìm cách thích ứng để thức dậy. Và nếu mà bạn muốn thay đổi thói quen của mình để trở nên dậy sớm, chăm chỉ hơn, làm được nhiều việc hơn thì bắt đầu bằng việc uống cà phê là một cái giải pháp vô cùng hoàn hảo. Thứ bảy, họ có một cuộc sống thú vị hơn. Chắc là các anh chị cũng sẽ đồng ý với Quỳnh rằng những các anh chị nào mà hay có thói quen đi uống cà phê thì thường họ có mối quan hệ xã hội cũng như có nhiều bạn bè hơn. Và đương nhiên rồi, khi chúng ta có nhiều những cái mối quan hệ tốt đẹp thì nếu mà chúng ta gặp những cái vấn đề nào đó trong cuộc sống hoặc là về trong công việc kinh doanh thì chúng ta có thể dễ dàng nhờ những cái mối quan hệ đó đưa ra lời khuyên hoặc hỗ trợ chúng ta bằng một cách nào đó để cho mọi chuyện đối với chúng ta trở nên một cách thuận lợi và dễ dàng hơn. Và yếu tố thứ 8 thì họ là những cái người mà có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn và giàu có hơn. Đương nhiên rồi, đúng không ạ? Những người mà năng lượng, luôn luôn tích cực, luôn luôn lắng nghe người khác, luôn luôn tràn trề cái sinh lực sống, đúng không ạ? Thế thì chắc chắn là họ sẽ có cái năng lực làm việc tốt hơn và họ lạc quan yêu đời thì luôn giữ được cái tinh thần tốt để có thể nghĩ ra được những cái giải pháp tốt trong công việc, đúng không ạ? Thì chắc chắn họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Các anh chị em thấy video của em Quỳnh hữu ích thì có thể cho em Quỳnh xin một nút tim, một nút follow, hoặc có những cái đóng góp gì thì có thể comment để cho video của em Quỳnh hoàn thiện hơn nhé. Xin cảm ơn các anh chị.